Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài học có tựa đề Cháu thăm nhà bác. Các em hãy mở quyển sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập 2 ra trang số 91. Cô cùng các em sẽ đọc bài và làm bài trong cái bài học ngày hôm nay nha. Cháu thăm nhà bác. Đầu tiên các em sẽ nói về sẽ nói với các bạn của mình đó về những điều các em thấy trong cái bức tranh ở dưới đây. Các em hãy quan sát cái bức tranh nè. Rồi chúng ta sẽ nói, trao đổi về cái những cái gì mà các em thấy. Cô thấy có một ngôi nhà sàn. Rồi xung quanh đó là cây cối. Phía dưới đó là một cái ao cá nè. Và cái ao cá này nằm ở dưới cái chân nhà sàn. Sau khi quan sát bức tranh xong rồi, cô sẽ chuyển sang bài đọc Cháu thăm nhà bác. Cháu thăm nhà bác. Cháu vào thăm nhà bác. Trời vui nên nắng tràn. Vườn vui hoa nở khắp. Ngào ngạt mùi phong lan. Ngôi nhà sàn xinh xinh dưới bóng cây vũ sữa, không gian đầy tiếng chim, sao mặt hồ ngọn gió, gió động cửa sàn cao, ngỡ bác ra đón cháu, mắt bác đôi vì sao, với nụ cười hiền hậu, thích nhất cái bình tưới, luống rau xanh một màu, bác ơi cháu xách nước, bác cháu mình tưới rau, Vân Long. Bài đọc rất là hay đúng không các em? Các em hãy đọc lại nhiều lần và các em học thuộc bài đọc nếu như có thể. Cô lưu ý các em sẽ đọc bài đọc cho thật là diễn cảm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời 4 câu hỏi trong bài học. Câu hỏi đầu tiên, cảnh vật nhà bác có gì đẹp? Các em sẽ trả lời cảnh vật nhà bác có. Hai chấm. Có cái nét đẹp nè. Có vườn vui hoa nở khắp nè. Có cái vườn hoa. Rồi còn có nhà sàn xinh xinh. Tiếp theo, cây vú sữa. Rồi, có cái hồ, mặt hồ. Rồi, còn có luống rau xanh nữa. Đó là tất cả là câu trả lời số 1. Tiếp theo câu số 2, bạn nhỏ nghe thấy những âm thanh gì khi đến thăm nhà bác? Bạn nhỏ nghe thấy tiếng chim nè, tiếng gió nè. Thứ nhất, bạn nhỏ nghe thấy tiếng chim. Cô sẽ dùng một cái cây bút khác để gạch lên nè, bạn nhỏ nghe thấy tiếng chim nè. Đây là câu số 2. Rồi bạn còn nghe thấy tiếng gió nữa nè. Tiếng gió, tiếng chim, tiếng gió. Câu số 3, từ ngữ nào tả đôi mắt và nụ cười của bác? Là vì sao nè, hiền hậu nè. Đây, từ ngữ tả đôi mắt của bác nè. Câu số 3 đó là mắt bác đôi vì sao. Đó, như cái vì sao vậy đó. Là vì sao nè ha. Mắt bác là vì sao. Rồi, cái nụ cười thì hiền hậu. Nụ cười thì hiền hậu.
Câu trả lời số 3. Xuống dưới đây, câu số 4. Em thích hình ảnh nào trong bài thơ Vì Sao? Rồi, chúng ta có thể trả lời là em thích hình ảnh hình ảnh nào các em? Hình ảnh bác cười, hình ảnh bác cười, nụ cười hiền hậu đó các em, vì nó mang lại cho em cảm giác ấm áp. Vì nó mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi. Hiền hậu. Và gần gũi. Chấm. Cô chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần cùng sáng tạo. Các em sẽ cùng bạn đọc cái và hát cái đoạn sau đây. Và các em sẽ nói một hai câu về các đoạn mà các em vừa đọc và vừa hát. Thứ nhất là bài hát nghe thật là cảm động, tiếng chim hót trong vườn bác thì nghe xôn xao. Đó. Cô chuyển sang phần viết. Các em sẽ được viết cái ăn ngay nói thẳng. Rồi cô chuyển sang phần số 3. Các em sẽ thực hiện các yêu cầu ở dưới đây. A. Tìm từ ngữ tình cảm của bác đối với thiếu nhi trong cái đoạn thơ sau. Những cái phần này các em muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì các em sẽ tìm hiểu bên phần vở bài tập tiếng Việt lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo của cô nha. Rồi, từ ngữ chỉ tình cảm của bác đối với thiếu nhi trong hai đoạn thơ sau. Đó là yêu nè, nhớ nè, đó, thương rồi nhớ nhung nữa. Nhớ nè, nhớ thương rồi nhớ nhung. Rồi các em sẽ tìm thêm các từ ngữ nói về cái tình cảm của bác đối với thiếu nhi. Ví dụ như là yêu quý, có thể là thương mến nè, hoặc là thương mến, yêu mến. Rồi, tình cảm của thiếu nhi đối với bác, kính yêu nè, kính trọng nè, quý mến nè, vân vân. Câu số 4, các em sẽ đặt từ 2 đến 3 câu theo mẫu. Những việc ai làm, những việc nêu cái những việc làm của bác với thiếu nhi. Ai? Bác Hồ. Làm gì? Bác Hồ đã viết thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. Các em cũng có thể đặt câu là bác Hồ đến thăm trại hè của các cháu thiếu nhi, của các cháu nhi đồng. Bác Hồ phát kẹo cho các cháu. Câu B, bày tỏ tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ. Các cháu thiếu nhi rất là kính yêu bác Hồ. Hay là các cháu thiếu nhi rất là quý trọng bác Hồ. Rồi, bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh và cái chuông bên góc tay phải để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học tiếp theo nha.